Rồi mở đầu video mình xin chào quý ông bà cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Biên Dường nha. Sáng hôm nay thì mình chuẩn bị đi về nhà lại. Không biết là do thời tiết hay là sao mà mình thấy đế nha. Ba lần mình lên đây là thời tiết vào buổi sáng như vậy nè. Mây là không có luôn, sấm xịt vậy nè, nhưng mà không mưa thì không có mưa. Không biết là thời tiết trên đây hay là do chứ mưa không biết. Mình đi ba lần luôn. Sáng mở mắt ra là mở mắt sớm thì còn sương. Giờ mình ra đây mình đứng mình đón xe. Mình đi xe từ Bù Đốp về Sài Gòn. Xe này phải đi đón chứ không có điện. Hình như là cách 1 tiếng 2 tiếng gì nó chạy một lần một chuyến. Mình mà mới vừa ra tới mà xe nó chưa chạy tới luôn là hên lắm luôn á. Nay 8:30 rồi nhưng mà vẫn chưa thấy mặt trời. Thì ra là cây lựu. Mà này chắc lựu kẽn, nó nhỏ xíu à. Không, nó còn lớn à. Đây là bông lựu. Xe màu đỏ nổi bật luôn. Xe tới rồi. Xe vắng à. Vô tư ngồi luôn. Chúng ta đã về tới Sài Gòn rồi. Xe này chạy hơi lâu nha. Chạy tới 4 tiếng đồng hồ mới tới. Bữa nay mình chạy xe về sáng như vậy nè. Trời như vậy nè. Ưa như vậy nè, không nắng không. Mà không biết về tới khu mà miền Tây ở dưới rồi hả? Có mưa không biết, sợ với mưa á. Hành trang của đôi vợ chồng trẻ. Làm gì vậy Tiên? Chuẩn bị đi cướp hả? Cậu về này vậy? Ơi anh vô đất. Kìa, đó kìa đó. Em Thanh ơi.
anh hai. Thầy rung hay là thấy chó hay là rung? Đó là em. Đi ra chơi với bạn đi con. Ngoại con mới về. Mới cái nói với mẹ nó sao giờ hai tầng chưa về. Dạ. À, mình mới vừa về từ Bình Phước ngày hôm qua, tối hôm qua. Sáng hôm nay lại có lộc ăn rồi. Hôm nay dịch bầu là một buổi tiệc ăn đầy tháng của con đó. Thì hôm qua về tới nhà cũng tối rồi, nghỉ ngơi rồi xong rồi sáng nay mình chạy xuống. Mẹ mình thì về ngày chiều hôm qua. Rồi gọi cái thao kia luôn phải không? Thao nào? Ờ đây nè. Chị hai giò mình kè lại mình để ở đây. Mình không đựng nó bên mặn ngang để tròn quay á. Rồi chào cả nhà nha. À, bữa nay mình về ăn đầy tháng con của ông bầu. Lấy miếng dầu ấy. Rồi giờ là mấy chị em đang dò chưa? À dưới là vậy. Tấn sáng mới về nó đâu? Ở mấy ngày quá mấy sáng mới lên. Có ấy dầu vô tay giòn có gì nha, để tròn á, để tròn nó đẹp. Rồi để ba mướn ta mần luôn ha, mướn mần mấy sạch sẽ luôn. Để mướn hai lại mình mua đi, mình mua dịch ký á thấy cô. Ờ mình mướn tâm mạnh luôn. Đâu rồi trời, đừng có tính tròn tròn mà. Đây vậy nè. Làm gì cái bánh bao vậy? Làm cái bánh bao vậy? Nó không bể bụng luôn, không nó bể ăn không chết luôn rồi nha. Ừ. Làm rồi. Làm bụng là bể bụng đó. Ừ. Thì sao? Làm cái cục cỡ nào vậy? Đây nè, chị làm vậy nè, chị học lên. Ờ, đó thì học vậy đó. Nè, vậy nè. Cái ngũ lược. Cái ngũ lược của con đâu rồi? Đừng để bị bọng, bọng là nó bị xì. Phải bóp bóp lại chứ. Ừ. Để kiếm coi vòng vòng theo đó coi chứ. Bác hai có lựng gạo rồi, mày lấy lựng gì? Có lựng gì không? Không có. Gạo đổ ra rồi má ngay chỗ ăn đũa. Vừa nó làm quá mà chị thấy bỏ. Đầu chút rồi. Mẹ tôi thấy chị hài quá. Toàn là bác không với cô không mà toàn là lớn lớn không mà làm được. Rồi nè nè, đặt biết không? Con giò là mới ăn tới luôn á. Cái tay nó thu quắc ông nội. Bài ngộ quá la ông sụm chứ. Nó tới thuốc thu quắc. Cái giò mới không chè gì mà thủng sụp ông nội ơi. Làm gì muốn ta không nữa. Rửa nó cũng còn thúi nữa. À, là lấy lá chanh. Cái linh ai giò dưới kè mà nhăn nhăn là già rồi đó. Cái này luộc hay là nấu mẹ? Luộc, luộc. Luộc cho nó phình lên rồi mới vớt ra, bỏ vô đường. Cái giòn dữ chắc thiếm thương mày trời. Cái bả là luộc miếng gà. Bữa nay bà mang mà mắc kiến giùm thấy bà lạ. Cái biết tiếng là dây nói làm sao. Giờ bữa nay thấy thiếm hai mà mắc kiến rồi dứt ra. À, mà lâu rồi đặt thứ hai thấy đẹp nên quên. mà kiếm thấy đẹp. Tính nấu cái gì cái con gà nó nấu gì? Nấu tiêu. Dạ, nấu tiêu và nấu tiêu và phải nấu tiêu giờ này nấu rồi. Ừ. Thao nước lã rồi giờ bắt đầu để vô cái thao con ngồi nước đường rồi cái bắt lên thôi với lại cho nó thấm vô. Mình để vậy làm cho nó không có bị lờn. Rồi đem ra rồi cái mình vớt qua nồi nước đường. Bởi thấy viên chè chè nè. Một hồi chị ấy rồi chị bắt nó không đi nhà. Không có chút. Hai bưng. Giận rồi mày. Để bưng cái này qua cho bác Pháp. Đưa cái chú mập đưa qua. Đây là ba cột đưa cho cô làm cô dò thấy. Ủa thấy chưa còn thấy vô nó không? Làm như con mấy tàu vậy đó, sắc mỏng vô, sắc thở lại. Dĩa nghe. Sắc cho
diễn diễn ha. Giờ tới phần mình sắc gừng, sắc ra sợ 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 đang để vô chè cho nó thơm. Nó sắc ra sợ sợ sợ. Người thì đâm, người thì đâm, người thì sắc ra để sợ. Ăn để tao lấy người nhắc. Nó kêu thành kêu đã thành ra cái mũi. Chưa còn nó làm mà. Giờ còn đáng còn nhấp cái mũi. Siêu mini luôn. Quá. Ừ cái đó là kêu cái gì? Dạ, chè cũng nè. Chè bơ viên, nhả bơ viên nó mềm á. Được cái gì? Múc cái nước đường ra mình nấu, tại vì mình để mình luộc chín rồi. Vì na hả? Sợ vô gừng nó không kịp á. Ra. Trời thơm quá trời ơi. Hả? Thơm hết sức thơm luôn. Cái gì thơm? Gừng khéo không? Quá nhà cắt gừng khéo không? Ừ, khéo. Nhờ thấy không? Cô chính xác á. Dạ, chứ không có dùng mời đâu. Dạ. 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 Mời là dạ. Qua đó. Ừ. Bên này. Ừ. Mới nói bà xui, mời bà xui qua bà chui khen nồi chè nè. Vụ vớt hồi ấy hay gì mà vớt đại ỷ nó nổi tên rồi vớt được rồi cần gì lửa đâu rồi đưa con kể vậy ngưng nở chứ đừng để vô nước nó chìm dưới không có nhầm gì chứ kỹ cho mày là nổi lên là chín hen. Nay là đầy tháng đó trời ơi cái nè ngủ rồi hả con giờ này giờ ngủ rồi trời rồi giờ mình dọn ra mình cũng mẹ tiền bắt mén mở miệng ra có bông có hoa mở miệng ra kẻ thương người mến ông ngoại về kìa có ông ngoại về kìa có ông ngoại về ông ngoại tính là mẹ ngoại kìa ông ngoại bồng coi có cháu ngoại rồi nha có rượu rồi ông ngoại bỏ rượu nghe không nha con ra khiết cho ông ngoại khỏi cái rượu nữa đi cho ông ngoại vào luôn đây là cho ông ngoại ở nhà quậy vào luôn con của con bồng thằng đó là dĩa trái cây vịt chè xôi bông hoa cúng ông bà chồng của con bầu đây đây là bà nội của bé đó bà tám thì viết đi được à. Gì nữa nè dạ để nó ngủ đi luôn đi để ngủ cho ngủ đó luôn đi em nói chưa chưa rồi em nói chưa rồi em đi luôn rồi sáng nay chậm linh đưa mấy đứa này đi học đây là hai mợ một dì của ông bầu á. Giờ mấy dì mấy mợ đồ đom chè xôi đồ ăn. Giờ là chia 190 này xôi giò mà ốp xôi chè. Mấy mợ mấy ủa mấy bác nấu. Mấy mợ qua bốn không à. Đi ra ngoài. Tay được đi ra ngoài rồi. Đi cho dữ nghe chị. Bữa nay ông sầm quá vậy. Bầu nay hết bầu. Hết bầu rồi. Chuyển qua mẹ bỉm rồi. Mấy ngày mẹ bỉm sữa rồi. Bỉm sữa rồi kìa. Bé gạo. Bé gạo. Đây vui mà không vui. Tại vì đây vui bà nội. Nấu mấy món mà hay. Nấu có một món mà con ơi.
Nhiễm bò hả? Nhiễm bò với gà nấu bao tử. Nấu bao tử còn này vừa cháo. Vừa đậu lòng nữa. Vậy là ba món luôn rồi. Vậy mình chắc định mình lấy ngủ. Mình thì nhận lì xì con. Cháu mà cáo mẹ nói cho mẹ. Có lì xì không? Hả? Hả? Đi, mở mắt đi. Cậu với chú gì? Cậu. Cậu. Cậu mở. Cậu mở cái rồi. Cậu mở viên rồi. Về cậu mở ra. Cậu mở viên. Mày ngỏ gì tới? Mình lên là tới giờ ăn đi nhậu luôn rồi. Có bà tử nấu tiêu nữa hả? Bà tử nấu tiêu. Này là giò bò. Ủa mày phải để nước, mày đổ nước chi bớt vậy? Nó đã lạnh rồi. Món 12 này là gì? Thôi giờ mày chỉ để vô để không có bỏ. Để cũng lạnh gì đó, không phải như xưa trà nữa vô để cho con lát á. Đâu ngoại đâu. Ngoại cho. Ngoại cho. Ngoại cho. Chán lộc có ngoài hay gì không ngoại cho? Ngoại cho. Chán không có chán. Anh ngồi ăn kìa. Nhậu quá. Nhậu quá. Nhỏ ngồi xuống đàng hoàng lấy chồng coi. Nó thay thay nó ngủ một ly. Cái vô cho nó bú nó ngủ nó ngon rồi. Nó quậy. Không có tí quyền luôn. Ở tưởng mới ra mới ở tưởng xong đồng rồi ơi vô trời ơi vậy nữa tới thôi nôi cái kỷ niệm năm ngày cưới đi được à. Tổ chức cho mình ké được à không mày là mày tổ chức đi tao ăn ké. Ngộ vậy, ngộ vậy. Vậy dễ tính quá ha. Cái này tự nhiên tuổi là cứ như năm đó. Cái tay vừa nghe luôn. Trời ơi. Quá, cái tay để dưới kìa. Vô là nó ghi bàn. Nè, nó chặt trên đây nè. Má ngon. Thấy không? Gớt mấy mũi kia. Ủa, ai quyền đã vậy? Để cái tay đó mà như đã. Để tay coi. Nào 4 năm nữa. Trời. Muối nào gà muối đó luôn hả? Má rồi, thúi quá. Không. Cái gì thúi quá? Tay gì thúi? Nước ngoài. Gì ai thúi? Thúi. Mọi người thử thử coi. Món ngon hả? Này món ngon, món ngon. Trời ơi. Món ngon. Ngon hả? Trời cái món này mới giữ nè. Riêng này mát lắm nè. Món ngon em đó. Mày món thon hả? Ừ. Quay gì sáng rồi. Trời. Con em hai Vĩnh Phương mày cầm một sợ riêng lại cho ngoại kìa. Làm hết nguyên muối đó không ngoại? Bà làm hết nguyên đó không? Hả? 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 Hả?